Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với chương trình giải trí âm nhạc trên kênh YouTube của Phan Quốc Dũng nha. Bữa nay ta học sang phần tập đọc nhạc của lớp 4. Đó là tập đọc nhạc số 2, có tựa đề Nắng Vàng. Đây, mời các bạn cùng xem qua. Tập đọc nhạc số 2 có tựa đề Nắng Vàng, sách giáo khoa trang 17 và do nhà xuất bản giáo dục sản xuất. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nghe qua giai điệu của bài hát và thưởng thức của phần bài hát mẫu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nghe qua cái phần hát mẫu của bài hát. Son mi do re son mi do son mi do re mi do. Trời sáng lên bầy chim hót vang, đàn bướm bay lượn trong nắng vàng. Rồi, sau khi nghe bài hát mẫu xong, chúng ta bắt đầu đi vào khai thác bài hát bằng cách là ta tập xướng âm và tập ghép lời hát nha. Rồi, ở bài tập đọc nhạc thì thường có hai câu, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào từng câu, sau đó sẽ ghép lại rồi sẽ ghép lời. Ta đi vào câu thứ nhất. Đồ son mi đồ rê son mi. Hai, ba. Hai, ba. Rồi, ta bắt đầu bước sang câu thứ hai. Đồ son mi đồ rê mi đồ. Hai, ba. Hai, ba. Rồi, chúng ta đã tập từng câu xong, bây giờ ta ghép lại hai câu ha, cho nó thành một bài. Nào, chúng ta bắt đầu cùng nghe. Đồ son mi đồ rê son mi. Đồ son mi đồ rê mi đồ. Hai, ba. Hai, ba. Rồi, sau khi ghép xướng âm đã xong, chúng ta sẽ tập ghép lời, tức là tập hát. Chúng ta cùng nghe qua phần hát nhé. Trời sáng lên bầy chim hót vàng, đàn bướm bay lượn trong nắng vàng. Hai, ba.
ba. Rồi phần xướng âm đã xong, phần ghép lời đã xong, chúng ta thực hiện hai phần đọc nhạc và ghép lời nha. Bây giờ chúng ta sẽ có phần giai điệu của bài hát vào luôn. Các em cùng nghe mẫu qua một lần trước, sau đó chúng ta thực hiện nha. Son mi đồ rê mi đồ, trời sáng lên bầy chim hót vàng, đàn bướm bay lượn trong nắng vàng. Nhưng mà phần thực hình mẫu đã xong, bây giờ mời các bạn chúng ta cùng thưởng thức, chúng ta cùng bắt đầu tập lại nha, đọc nhạc và ghép lời. Rồi, chương trình âm nhạc đến đây xin tạm dừng. Chúc các bạn hát hay, học giỏi nha. Các bạn nhớ đăng ký và chia sẻ cùng các bạn khác để xem nha. Goodbye.